cả nhà đổi đời giàu to nếu dằm tháng riêng thắp hương vào 3 giờ hoàng đạo này chúng số liên tiếp đếm tiền mỏi tay chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, quý vị thân mến dằm tháng riêng là một cái nghi lễ cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người việt dằm tháng riêng hay còn gọi là tết nguyên tiêu là cái đêm dằm đầu tiên của cái năm mới vào cái ngày này thì những gia đình người việt thường chuẩn bị những mâm cỗ đầy đủ tịnh soạn để cúng tổ tiên. Bên cạnh đó, trong cái ngày rằm tháng riêng ấy, thì nhiều người cũng lựa chọn đi chùa lễ Phật để khấn phái cầu mong những cái điều may mắn đến với mình. Vào ngày này thì chùa chiền sẽ tổ chức các lễ hội để đón du khách tứ phương về thắp hương cầu khấn. Vì thế, cái tháng riêng vừa được gọi là cái tháng ăn chơi, vừa được gọi là cái tháng lễ Phật. Vào cái tháng này thì mọi người đều thành tâm cầu khấn, mong muốn được an lành, may mắn cho cả một cái năm sau. Vậy nên, Tháng Giêng được đánh giá là cái tháng để mọi người chăm sóc cái đời sống tâm linh, khởi đầu cho một cái năm mới hòa thuận, yên vui, hạnh phúc. Ngoài ra xét về khía cạnh văn hóa, thì dằm tháng riêng cũng được xem là một trong những cái lễ hội lớn. Thì cái tháng Giêng nó là cái tháng mà những người nông dân bắt đầu xuống đồng, xuống ruộng và trước khi bắt đầu ở quốc đất đầu tiên, ấy, thì họ thường làm lễ để bày tỏ cái lòng nhớ ơn của tổ tiên, đồng thời cũng là lời cầu nguyện mong được mưa thuận gió hòa, cầu mong cho một năm được mùa màng bội thu. Đó cũng là lý do tại sao mà người xưa có câu là cúng quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng. À, thưa quý vị, nói chung ấy, cái tầm quan trọng của ngày rằm tháng riêng quý vị biết rồi và cái việc thắp hương ấy nó cũng là một cái nét đẹp văn hóa ngàn đời trong truyền thống của người Việt. À, chúng ta thắp hương để bày tỏ cái tấm lòng thành kính cùng với cái sự thương nhớ và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên để cầu mong những cái điều tốt đẹp bình an nhất đến với gia đình và với mọi người xung quanh. À, theo các chuyên gia phong thủy tâm linh học thì cái thời điểm thắp hương nó chính là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo cái tính linh thiêng và sang trọng của cái việc thờ cúng. Nếu lỡ thắp hương vào những cái giờ đại kỵ thì chẳng khác nào tự chuốc lấy cái tai họa vào thân, chiêu dụ cái tà khí nó xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Vậy thì trong ngày rằm tháng giêng đâu là thời điểm tốt để chúng ta thắp hương? và đâu là thời điểm mà chúng ta cần phải tránh để không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ bật mí cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, à, quý vị biết cái ngày rằm tháng riêng ấy, cái nó rơi vào ngày 15 tháng 1 đúng không? Nó là ngày mậu ngọ. Đúng không? Và trước khi tìm hiểu về cái giờ tốt để thắp hương trong ngày rằm tháng riêng, thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút về gì? cúng rằm tháng riêng lễ cúng cái mâm lễ gồm những cái gì à, quý vị thân mến thông thường cúng rằm tháng riêng người ta sẽ gồm có hai mâm cỗ một mâm cỗ chay và một mâm cỗ mặn cỗ chay để dâng phật còn mâm cỗ mặn để cúng gia tiên thần linh cụ thể như sau cái lễ chay cúng rằm tháng riêng bao gồm những thứ sau cái đồ chay dâng phật thì không cần phải quá cầu kỳ nhưng cần phải đảm bảo cái tính thanh đạm sạch sẽ chọn màu sắc của các món ăn trong cái mâm cỗ chay tương ứng với ngũ hành thì lại càng tốt bởi ăn chay là một cái phương pháp hướng đến cái sự cân bằng tối giản và những điều tốt lành các món ăn chay thường có những thứ sau thứ nhất là hoa tươi trái cây tươi theo mùa có thể là chè xôi các món đậu à, các món xào chay đấy, bánh trôi nước vân vân thứ hai là mâm lễ mặn Đó. thì tùy theo từng cái vùng miền mà có thể là làm cái lễ vật mặn cúng giảm tháng riêng khác nhau À, thông thường thì không thể thiếu những món ăn như là thịt gà, một số món ăn khác như là rau xào, nem, giò, chả cũng được cúng trong ngày giảm tháng riêng và cái lễ cúng giảm tháng riêng cái món lễ mặn bao gồm thứ sau này một là gà luộc, đó. hoặc là một đĩa gà, năm lạng thịt vai luộc, bắt canh măng mọc, đĩa xào thập cẩm, đĩa nem, đĩa giò, một đĩa xôi gấc hoặc là gì một bát cơm tẻ, một đĩa hoa quả, hương hoa, vàng mã, đèn nến, trầu cao, rượu vân vân đó à, quý vị lưu ý là mâm cúng chay dâng phật và mâm cúng mặn thì để cúng gia tiên nên thường để tách biệt ở hai cái vị trí khác nhau không nên để chung cùng một nơi thưa quý vị một câu hỏi đặt ra là gì cúng rằm tháng riêng thì chúng ta cúng ở nhà hay là cúng tại chùa à, quý vị thân mến cúng rằm tháng riêng ở nhà hay là ở chùa thì cũng đều được nếu quý vị sắp xếp được thời gian thì gia chủ tiến hành cúng ở cả hai nơi à, cúng tại gia thì cũng tùy theo cái phong tục của từng nơi ấy cũng như là cái điều kiện kinh tế của gia đình mà cái đồ lễ mỗi nhà cũng sẽ khác nhau cái chung là đều thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với ông bà tổ tiên và tấm lòng thành kính tri ân phật thánh thần linh à, còn khi làm lễ ở chùa thì gia chủ cũng chuẩn bị đồ lễ chay dâng phật thánh mục đích vẫn là cầu mong có được sức khỏe bình an con cháu thì ngoan ngoãn học hành tấn tới thưa quý vị một câu hỏi nữa đặt ra là có cần tiến hành cái nghi lễ nghênh sao giải hạn trong cái ngày giảm tháng giêng này không à thưa quý vị ở nhiều nơi có tục lệ dâng sao giải hạn vào ngày rằm tháng riêng cái nghi lễ này nó được thực hiện ở chùa đền với cái mong ước là giảm trừ bớt những cái tai ách à, nếu có sao xấu nó chiếu mệnh à, căn cứ vào cái bảng sao hạn thì chúng ta có thể biết được mình sẽ phạm phải những sao gì chi tiết tử thông đã chia sẻ cùng quý vị ở những video trước đó à, tuy nhiên trong giáo lý của nhà Phật thì không hề có nghi lễ dâng sao giải hạn cái việc làm cúng dâng sao giải hạn ở chùa thực chất ấy, nó cũng không quá quan trọng À, các chùa gần đây tổ chức lễ cúng cho dân chúng được bình an à, coi đó là một cái gì lễ hội cơ hội để gì chúng ta hướng Phật hướng về cuộc sống quy luật nhân quả được tốt đẹp hơn để mọi người năng làm việc thiện bỏ cái tâm ác và gì, hướng về cái tâm thiện do đó gia chủ không cần thiết phải gì bày biện quá tốn kém cũng không cần phải gì mời thầy về cúng tùy theo điều kiện của mình mà quý vị có thể tiến hành lược bớt đấy để gì giúp cho mình có được một cuộc sống bình an may mắn hơn à, thưa quý vị và ngay sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày rằm tháng riêng thì để chọn ra cái giờ tốt thắp hương trong ngày rằm tháng riêng ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt toàn thư nhé ngày tốt toàn thư à, chúng ta có ngày rằm tháng riêng nó là ngày mậu ngọ vậy thì trong cái ngày mậu ngọ chúng ta sẽ có những cái giờ nào tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương để cho ngày rằm tháng riêng nó được thuận lợi hanh thông và may mắn à, quý vị có thể tham khảo thêm ở cái trang 142 nhé. trang 142 của quyển sách ngày tốt tuần thư thì trong này có đầy đủ các giờ tốt để cho quý vị lựa chọn à, thưa quý vị thì để xét về cái giờ tốt thắp hương thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét về cái cắt hung trong ngày đã chúng ta biết cái ngày rằm tháng riêng nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 2 24 tháng 2 nó là ngày mậu ngọ ngày mậu ngọ chúng ta có mậu thổ ngọ hỏa hỏa thổ tương sinh tức là gì can chi nó tương sinh là ngày cát là ngày cát nhật đấy là ông của ngày là thiên thượng hỏa nó kỵ cái tuổi nhâm tý và tuổi giáp tý ngày thuộc hành hỏa thì khắc hành kim đặc biệt cái tuổi nhâm thân giáp ngọ nó thuộc hành kim nhưng mà không sợ bị hỏa khắc ngày ngọ thì lục hợp với mùi tăng hợp với dần và tuất để tạo thành hỏa cục ngọ thì xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hợi ở trong ngày rằm tháng riêng ấy, thì có trực là trực định và có sao vị là cái sao cát của cái bộ nhị thập bát tú à, nói chung cái ngày rằm tháng riêng nó là ngày nó sẽ rơi vào ngày 24 vậy nên là gì nó đã là cái tiết khí nó sẽ là tiết vũ thủy nhá tại vì tiết vũ thủy nó khởi từ ngày 19 tháng 2 dương lịch à, các cát thần trong ngày thì có các cát thần sau này đầu tiên nó có dân nhật có lâm nhật có mãn đức có nguyệt tài tam hợp thiên mã thiên xá thất thánh thần tại thời âm thời đức đại minh đại thông đó là các cát thần các hung thần trong ngày thì nó có những hung thần sau nó có bạch hổ cửu thố quỷ cửu xú hoành sa hỏa cách ly khoa ngũ quỷ thiên bồng và tội trí đó đó là cái cát hung trong ngày trong ngày mậu ngọ tức là ngày giảm tháng riêng ấy vậy thì dựa vào cái cát hung trong ngày như thế này bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc dân hương cầu thần lễ phật ở trong cái ngày rằm tháng riêng để được thuận lợi hanh thông và may mắn Vậy đó là những giờ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì chúng ta biết chúng ta có 12 khung giờ từ giờ tí, xỉu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Đó. Vậy thì trong 12 canh giờ này, chúng ta xét từng canh giờ xem giờ nào tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái giờ đầu tiên, đó là giờ tý Giờ tý từ 23 giờ đến 1 giờ thì nó là giờ giờ nhâm tý Giờ nhâm tý thì có kim quỹ, có tứ đại cát thời có la thiên đại tiến có đường phù có thời phá có tuần chu không vong có triệt lộ không vong có thổ tinh cửu số như vậy trong giờ này tí và ngọ là là xung à, vậy nên cái giờ tí chúng ta không chọn nhé à, tiếp theo chúng ta xét đến giờ sửu giờ sửu là tí 1 giờ đến 3 giờ sáng nó là giờ quý sửu nó có các sao như là gì có thiên đức có thiên đất quý nhân có ngũ hợp quốc ấn vũ khúc la hầu nó có thời hại có tuần chu không vong có triệt lộ không vong nó cũng là một khung giờ xấu đúng giờ này chúng ta không nên thế này không tiến hành cúng nhé tiếp đến chúng ta xét đến giờ thứ ba là giờ dần giờ dần ấy, thì nó sẽ là giờ từ 3 đến 5 giờ 3 năm giờ 3 năm giờ thì nó có không có, có các sao như là gì có bạch hổ này có ngũ bất ngộ có tam hợp có trường sinh có tả phụ có kim tinh đây cũng là một khung giờ mà có rất nhiều sao xấu chúng ta không nên tiến hành tiếp theo chúng ta xét đến giờ thứ tư đó là giờ mão Giờ Mão thì là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. 5 giờ đến 7 giờ thì nó là giờ, nó là giờ Ất Mão. Giờ Ất Mão thì có gì? Có Ngọc Đường Quý Nhân, có Thiên Quan Quý Nhân, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Dương, có Hà Khôi, có Cửu Sú. Như vậy là gì? 5 đến 7 giờ là một khung giờ cực tốt để chúng ta tiến hành công việc là thắp hương, rằm dạ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có giờ tốt đầu tiên, một là 5 đến 7 giờ đúng không ạ? 5 đến 7 giờ. Nó là giờ, nó là giờ Mão. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến giờ thìn giờ thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ nó là giờ bính thìn ở trong cái giờ bính thìn này chúng ta có cái sao như có thiên lao này có cô thần này có hỏa tinh này có thiên binh này có hỷ thần có vũ khúc có minh tinh như vậy là gì trong cái giờ trong cái giờ bính thìn ấy thì nó cũng là một giờ cát trung bình nhé quý vị có thể tiến hành được bính thìn là cát trung bình nhé như vậy tôi sẽ chuyển sang cái phấn màu trắng là tốt thứ hai này 7 đến 9 giờ này thì nó là giờ trung bình nhé, giờ cắt trung bình không phải không phải là cắt tiếp đến là chúng ta xét giờ tị giờ tị nó là giờ từ 9 giờ đến một giờ ấy, nó sẽ là giờ đinh tị giờ đinh tị thì nó có các sao như là gì có huyền vũ có la thiên đại thoái có thiên cầu hạ thực có cổ mộ sát có thiên xá có ngũ phủ có nhật lộc có thủy tinh đó như vậy là gì 9 đến 11 giờ thì nó cũng là một công giờ bình thường nhé nó là 9 đến 11 giờ nó là giờ tị đấy nó là giờ bình thường thì quý vị cũng có thể thắp hương được à, tiếp theo chúng ta sẽ giờ ngọ giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ nó là giờ mậu ngọ giờ mậu ngọ thì có các sao như là gì có tư mệnh có tứ đại cát thời có đế vượng có thời kiến có tỷ kiên thời hình có lục mậu lôi binh cửu xú thế mà trong cái giờ mậu ngọ này thì nó có nhật hình nó cũng là một không giờ xấu mà quý vị cũng không nên tiến hành cúng tiếp theo chúng ta xét giờ mùi Giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ nó là giờ kỷ mùi. Giờ kỷ mùi thì có các sao như là có câu trần, có thiên đất quý nhân, có lục hợp, có mộc tinh. Đó. Như vậy là cái giờ này cũng là một khung giờ tốt nhé. Giờ tốt nhá từ nó sẽ là giờ, giờ mùi đúng không ạ? 13 đến 15 giờ. À, tiếp đến chúng ta sẽ giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. 15 đến 17 giờ nó là giờ canh thân. Giờ canh thân thì có các sao như là gì? Có thanh long, đấy, có phúc tinh quý nhân, có dịch mã, bên cạnh đó nó có ngũ quỷ kế đô địa binh nhưng mà nó có rất nhiều các tinh nó hóa giải đó ạ giờ tốt thứ năm đó là giờ thân từ 15 giờ 17 giờ đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ dậu giờ dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ 17 giờ đến 19 giờ thì nó sẽ là giờ tân dậu giờ tân dậu thì nó có minh đường hoàng đạo có quý đăng thiên môn có tứ đại các thời có tham lang ngũ quỷ thời hình thiên cương thổ tinh thiên tạc và cửu số như vậy là gì? Giờ dậu nó là không giờ xấu nhá, nó bị thời phá, vậy nên là quý vị không nên. Tiếp đến chúng ta xét giờ tuất. Giờ tuất nó là giờ nhâm tuất, nó có triệt không có thiên hình đó. Nó có quả tú nhật mộ. Bên cạnh đó nó có tam hợp hữu bật nhưng mà nó cũng là một không giờ xấu mà chúng ta không nên tiến hành. Và cuối cùng chúng ta xét đó là giờ hợi, giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Thì trong cái giờ hợi ấy, nó có chu tước, có triệt lộ không vong. Và nói chung ấy, quý vị cũng không nên tiến hành vào cái giờ hợi này nó cũng là một khung giờ xấu đó như vậy là gì trong cái ngày rằm tháng riêng ấy chúng ta sẽ có năm cái khung giờ thắp hương được đấy trong đó có hai khung giờ tốt nhất là 5 đến 7 giờ sáng 5 đến 7 giờ sáng và 13 đến 15 giờ chiều đây là hai khung giờ tốt nhất quý vị thắp hương giờ này thì cầu gì được đấy đó À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày rằm tháng riêng bằng cách sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư đó thì quý vị có thể tham khảo cái quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư tự tìm ra cho mình những cái khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc cầu khấn thắp hương cho được gì sở cầu như nguyện à quý vị thân mến theo lời căn dặn của ông bà xưa ấy thì phần lớn người Việt đều kiêng kỵ cái việc thắp hương vào buổi tối vậy thì tại sao lại không nên thắp hương vào buổi tối có liên quan gì đến yếu tố tâm linh thờ cúng hay là không? Đấy, à, chúng ta hãy cùng đi lý giải dựa trên cái quan niệm tâm linh và khoa học ngay sau đây. À, thứ nhất là xét theo cái quan niệm về tâm linh, thì theo thuyết âm dương ngũ hành ấy, thì ban ngày thuộc dương là lúc mặt trời nó chiếu sáng, còn ban đêm thuộc âm lúc ấy mặt trăng nó xoay dọi Vì ban đêm nó chủ về âm nên đây là cái thời điểm mà các vong linh vô chủ, cô hồn không nên nương tựa sẽ lang thang đi tìm cái chỗ để bấu víu. Cái điều mà ban ngày có thái dương nó chiếu sáng chúng sẽ không làm được. Như vậy nếu mà các bạn thắp hương vào buổi tối thì sẽ tạo cái điều kiện để cho những vong linh xa lạ xâm nhập vào nhà mình. À, khi các bạn lên hương vào buổi tối thì ma quỷ sẽ coi đó là một cái tín hiệu mời gọi chúng. Lúc bấy giờ thì người trần mắt thịt chúng ta sẽ không thể ngăn cản được cái các các vong hồn vô chủ quấy nhiễu về gia đình. Ma quỷ hay là các vong hồn vô chủ sẽ đòi được thờ cúng cung phụ và lấn áp chân linh của gia tiên của dòng tộc hậu quả là sẽ dẫn đến tình trạng là âm dương loạn lạc tai ương nó sẽ kéo đến với gia đình dẫn dụ ma quỷ vào nhà thứ hai là xét trên cơ sở khoa học và sức khỏe thì ngoài lý do tâm linh như ở trên đấy thì còn một cái nguyên nhân không nên thắp hương vào buổi tối đó là nguyên nhân về sức khỏe và an toàn cháy nổ à, quý vị thử hình dung vậy cái việc sau khi thắp hương vào ban đêm mọi thành viên trong gia đình đều ngủ say nếu chẳng may tàn hương đang cháy dở mà rơi xuống ấy, thì nó sẽ bén lửa và gây ra hỏa hoạn rất là đáng tiếc. Hơn nữa, ban đêm thì mọi người dễ ngủ say sẽ khó phát hiện ra lửa cháy sớm để kịp thời mà dập tắt. Như vậy vừa để đảm bảo cái tính an toàn cháy nổ, vừa để tốt về cái mặt tâm linh thì các gia đình quý vị chỉ nên thắp hương vào ban ngày. Đó, đó là vì sao lại thắp hương vào ban ngày. À thưa quý vị, một câu hỏi nữa đặt ra là vậy thì tại sao và gia chủ nên thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? À, thưa quý vị, với những cái ý nghĩa tâm linh đặc biệt này thì thời gian thắp hương tốt nhất trong ngày mà gia chủ nên ghi nhớ đó là chính mỗi buổi sáng sớm. Bởi vì cái mùi hương của nén hương khi được thắp lên ấy, sẽ tạo nên cái bầu không khí ấm cúng, bình yên đấy. Cũng như là gì, vô cùng là thư giãn thoải mái. Hơn thế nữa, khởi động ngày mới bằng việc thắp một nén hương cho ông bà tổ tiên cũng là cái cách để giúp cho các bạn có thêm một cái nguồn năng lượng dồi dào hơn, tràn đầy sức sống hơn, tràn đầy sức sống hơn và ngày sẽ trở nên tươi mới hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều gia chủ thắc mắc rằng liệu có nên thắp hương thường xuyên hàng ngày trên bàn thờ hay không? À, thưa quý vị, à, theo quan niệm về thờ cúng tâm linh hiện nay ấy, thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên ấy, nếu mà gia chủ bận bịu không thể duy trì được cái thói quen này thì quý vị cũng chỉ cần thắp hương vào ngày rằm mùng 1 ngày lễ Tết rỗ chạp với một chút hoa quả lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành kính của mình. Ngược lại nếu có điều kiện về thời gian thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người sẽ được nhẹ nhàng và an yên hơn. Gia chủ cũng nên lưu ý chỉ nên thắp một nén nhang, bởi theo quan niệm thờ cúng dân gian ấy, số nén hương được thắp lên là một trong những yếu tố mang cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là bày tỏ cái tấm lòng thành kính biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật Đồng thời khi thắp hương ấy các bạn cũng cần phải gì thắp bằng cả hai tay Để không tỏ cái thái độ bất kính vô lễ đối với các bậc bề trên các vị thần Phật à Cùng với đó mỗi khi mà thắp hương thì gia chủ cũng cần phải đặc biệt lưu ý về hai nguyên tắc sau đây Để giữ cho bản thân và gia đình luôn được bình an và may mắn à Thứ nhất là mỗi một lần thắp hương ấy trên bàn thờ tổ tiên thì các bạn phải dâng hương bằng cả cái tấm lòng thành kính Đồng thời cũng cần phải có sự tránh niệm với cái việc làm của bản thân à, cắm nến nhang bằng cả hai tay một cách là ngay thẳng để thể hiện cái tấm lòng ngay thẳng dù có phong ba bão táp thì cũng không không đổi rời nến hương trầm nó tỏa cái mùi hương thơm ngào ngạt tượng trưng cho cái sợi dây máu thịt kết nối giữa thế giới âm và dương giữa người sống và người chết à, thứ hai là nếu mà thắp hương ở các địa điểm như đình đền miếu phủ chùa chiền đường xá thì cần phải có bài văn khấn để mời đúng vong linh của người mình cầu về để hưởng lộc và chứng giám bởi nếu thắp hương tại cái nơi công cộng sẽ có rất nhiều cái vong linh nó kéo đến và khi không có bài văn khấn tức là cái lễ vật đó là vô chủ vong linh nào cũng có thể là có được ở à, bên cạnh cái việc dâng hương bằng cái tấm lòng thành kính thì người cầu cúng cũng cần phải có sự tránh niệm đó thứ ba là những điều gia chủ cần phải tuyệt đối kiên kỵ khi mà thắp hương ban đầu khi châm hương nếu mà lửa cháy to thì cũng không được dùng miệng để thổi tắt lửa mà phải cầm chân hương và nhẹ lên để cho lửa tắt À nên thắp hương số lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9 nén Tránh thắp hương số chẵn Khi thắp hương nhất thiết phải có lời cầu khấn Không cần phải bận, phải thuộc lòng cái bài văn khấn dài dòng Nếu thắp hương tại bát thờ gia tiên thần linh trong nhà ấy, Thì khấn hàng ngày Nói chung ấy Quý vị chỉ khấn ngày tháng Họ tên, địa chỉ cũng như là gì Cái lý do mà lên hương Và mời gia tiên về thụ lộc còn nếu thắp hương tại đình đền miếu phủ chùa triền thì cần phải có bài văn khấn đúng bài như các cái gì? các vị bề trên cũng như hoặc là vong linh của người mà mình cầu khấn khi khấn còn cầm phải cầm hương bằng cả hai tay cắm vào bát hương quý vị hãy cố gắng cắm hương thật thẳng tránh cho hương bị đổ gãy hay là siêu vẹo nếu mà hương trong bát hương đang cháy mà tắt giữa chừng ấy, thì cũng không được rút cái hương ra để đốt lại mà quý vị nên để nguyên vị trí đó rồi châm lại mỗi khi mà thắp hương ấy cần phải có tấm lòng thành kính chuyên chú vào cái công việc của tổ tiên và công đức của tổ tiên của đứng bể trên không nên làm cho có lệ hoặc là làm gì làm ẩu đó đó là những cái nguyên tắc về thắp hương cũng như là những giờ tốt mà tử thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn hy vọng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm được cái giờ tốt để thắp hương đó. và trong ngày rằm tháng riêng ấy, chúng ta sẽ có năm cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương đó là những giờ giờ sau một là 5 đến 7 giờ là giờ mão thứ hai là 7 đến 9 giờ là giờ thìn thứ ba là 9 đến 11 giờ là giờ tỵ thứ tư là 13 đến 15 giờ là giờ mùi và giờ tốt thứ năm là 15 đến 17 giờ là giờ, giờ thân đó là năm cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày rằm tháng riêng à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn